8.000 thì mình có thể mở bằng 3 cách. Thứ nhất là mở bằng mã số. Thì đối với mã số mình có thể đăng ký được 8 dãy mã số và số lượng ký tự là từ 4 đến 12 ký tự cho mỗi một dãy mã số. Thì mình có thể mở được trên khóa. Ví dụ đây ạ. Đó. Có thể mở được. Còn đối với thẻ từ thì mình có hai loại thẻ từ, một loại thẻ to và một loại thẻ nhỏ. Thì thẻ to thì mình có thể mua thêm được, chứ còn thẻ nhỏ thì đi kèm theo khóa là chỉ có 2 chiếc. Thì đối với việc mở khóa bằng thẻ từ, mình chỉ việc đưa thẻ từ vào khu vực cảm ứng của khóa dành cho thẻ thì mình có thể mở được khóa rồi. Đối với trường hợp mình sử dụng chìa cơ là khi mình không không có mình quên mất mã số hoặc là không có thẻ thì mình có thể sử dụng chìa cơ mình mở được khóa. Cài thẻ. Bấm nút RC. Đưa lần lượt các thẻ vào vị trí nhận thẻ. Kết thúc, bấm phím sau. Cài mã số. Ở mặt sau của khóa, bấm hết nút 10 key. Nhập mã số. Trường hợp có nhiều mã số, các mã số cách nhau bởi phím sao. Kết thúc cài đặt, bấm phím sao.